Sự cô đơn là trọng tâm chủ đề được Đức Thánh Cha chọn cho ngày ông bà lần thứ tư. Đức Thánh Cha Francisco đưa ra chủ đề cho sứ điệp Ngày Thế Giới Ông Bà và Người Cao Tuổi năm 2024 Xin đừng xa thải con lúc tuổi già. Vào Chúa Nhật ngày 28 tháng 7, Ngày Thế Giới Ông Bà và Người Cao Tuổi lần thứ tư, người công giáo trên khắp thế giới được mời gọi dành thời gian để suy tư về di sản và sự khôn ngoan vĩ đại mà ông bà và người cao tuổi đã truyền lại. Bộ Giáo dân Gia đình và Sự Sống đã công bố chủ đề Ngày Thế Giới Ông Bà và Người Cao Tuổi lần thứ tư do Đức Thánh Cha chọn dựa theo câu Thánh Vịnh 71, câu 9 Xin đừng xa thải con lúc tuổi già Đức Thánh Cha Francisco sẽ suy tư về lời cầu xin của người già khi suy ngẫm về câu chuyện tình bạn của họ với Thiên Chúa. Theo thông cáo báo chí của Bộ, điều này muốn chú ý đến thực tế rằng thật đáng buồn sự cô đơn là nỗi cay đắng trong cuộc sống của nhiều người già thường là nạn nhân của nền văn hóa bước bỏ. Thông cáo nhấn mạnh bằng cách trân trọng các đặc sủng của ông bà và người cao tuổi, cũng như sự đóng góp của họ đối với đời sống của giáo hội, Ngày thế giới ông bà và người cao tuổi sẽ tìm cách hỗ trợ những nỗ lực của mọi cộng đoàn giáo hội nhằm củng cố mối liên kết giữa các thế hệ và chống lại sự cô đơn với ý thức rằng, như Kinh Thánh đã nói, con người ở một mình thì không tốt. Đức Hồng Y Kevin Farrell, bộ trưởng bộ giáo dân gia đình và sự sống cho biết đối diện với thực tế ngày nay các gia đình và cộng đoàn giáo hội được kêu gọi đi tiên phong trong việc thúc đẩy nền văn hóa gặp gỡ tạo ra những không gian để chia sẻ lắng nghe đưa ra sự hỗ trợ và tình cảm do đó tình yêu tin mừng trở nên cụ thể Đức Hồng Y Tổng trưởng nhìn nhận rằng sự cô đơn là một tình trạng không thể tránh khỏi của cuộc sống con người, cũng như một lời mời gọi hướng về Thiên Chúa Cha để được an ủi. Ngài nói: "Với tư cách là Kitô hữu, ngày thế giới ông bà và người cao tuổi mời gọi chúng ta loại trừ văn hóa vứt bỏ và thể hiện sự dịu dàng và sự quan tâm triều mến đối với những thành viên yếu đuối nhất trong cộng đoàn của chúng ta." Ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi năm 2024 diễn ra trong năm cầu nguyện, năm được Đức Thánh Cha Francisco chọn để giúp các tín hữu chuẩn bị cho Năm Thánh 2025. Ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi được Đức Thánh Cha thiết lập năm 2021, được cử hành vào Chủ nhật thứ tư của tháng 7, gần lễ Thánh Joachim và Anna, Ông bà của Chúa Giêsu.